Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, chiều nay thì đúng như thông tin bên Free Fire thông báo ấy là 5 giờ chiều họ mở đó là vòng quay bắn vàng, vòng quay bắn KC. Đấy, nhiều anh em cảm thấy bị lo lắng về chuyện không thấy vòng quay bắn KC đâu thì 5 giờ chiều nay đã mở rồi. Đấy, test luôn, chúng ta sẽ có vẫn là bộ trang phục cũ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có thêm đó là cái khẩu M197 Quân Vương. Đấy, thì nói chung là có cái này thì cũng để xem là quay bao nhiêu KC nó ra. Đấy, úi rồi. Và quay nó thích cực quay tay vận may chưa tới anh em ạ. Và vận may hơi buồn. Mấy cái vé này nó là cái vé mà đợt trước chúng ta đóng mấy cái vòng quay cũ ấy, chúng ta quy đổi ra được một đống các loại vòng quay này. Đấy, đợt này thì đến ngày mai thì là một loạt các vé vòng quay nó cũng sẽ hết. Đấy, úi giời, chất nó sư rồi. Và lại ra cái bộ phong cách quý tộc của bộ mình có rồi mà. Vâng, hỏng rồi. Ở đây rồi, chúng luôn là M197 Quân Vương. Tưởng nó lại phải tích lũy lucky lại từ đầu thì toang. Tưởng đây cái lucky lại từ đầu thì toang luôn. À, gọi là toang luôn. Đấy, thì cái khẩu này thì nói chung là chỉ số khá là mạnh nhá. Với hai độ chính xác thì mình nghĩ là M197 khá ngon. Thì cái khẩu này là một trong những khẩu mà rất cần đó là cái độ chính xác. Đấy, và băng đạn thì cũng là ổn. Đấy, trước đây mình có cái khẩu sắc màu của băng đạn tốc độ bắn rồi. Nhưng mà mình thấy cái khẩu này tốc độ bắn không cần thiết lắm. Đấy, có độ chính xác nó sẽ ngon hơn. Đấy, hy vọng là tí đã vào game mình có cái chỗ mà test. Đấy, khẩu này nói chung là nhìn cũng xịn anh em. Đấy, nhìn trông xịn sò. Giờ nhìn trông kiểu cao bồi. Không là mặc theo phong cách cao bồi trông lại chiến. Đấy, ngoài ra ngoài vòng quay bắn KC ra thì vòng quay bắn vàng cũng được cập nhật luôn. Đấy, vòng quay bắn vàng chúng ta sẽ có bộ đồ tay đua đường phố trông khá đẹp. Đấy, trông khá đẹp. Như vậy là cái dự đoán của mình về bộ vòng quay bắn vàng nó không chính xác, mà Việt Nam chúng ta sẽ là bộ này. Đấy, bộ này trông cũng được. Đấy, có khoảng khẩu trang áo từ trông khá ok la. Thì cái này nhiều anh em bảo là khoảng 100 lucky nó sẽ ra. Thì tôi đoán nó chắc là khoảng 100 lucky. Đấy, thì anh em cứ quay rồi. À đây rồi, mới có 76 cộng 11 là bao nhiêu? 76, 11 là 87. Lucky đã nảy số rồi. Đấy, ấm áp của tình luôn. Đấy, ấm áp của tình luôn. Đấy, ngon lành cành đào anh em ạ. Ngon lành cành đào, ngon đào cành lành. Đấy, tay đua đường phố. Chất lắm anh em. Đấy, chất như nước cất luôn. Đấy, chất như nước cất luôn. Đấy, được của nó luôn anh em ạ. Và được của nó luôn. Đấy, và chất vãi nổi. Thì đây là cái bộ đồ gọi là chimer, gọi là chimer gà nhất Việt Nam. Đấy, ok. Ở đây thì chúng ta nên đổi sang pet khác. Nhiều bạn bảo là bây giờ con pet, bây giờ cái con pet đại bàng nó không còn bay nhanh nữa, không giúp anh nhanh nữa, anh em không thích nội tại đấy. Bạn hỏi mình là bây giờ nên đổi qua con nào thì chúng ta đổi con nào cũng được. Đấy, mình thì mình thích dùng con long thần Reiki và con gấu mèo Rookie để giúp chúng ta hồi chiêu nhanh. Hoặc anh em có thể dùng con Otero cũng được, hoặc là dùng con nếu mà anh em có con Purin thì ngon nhất. Đấy, Purin nó giúp chữa giáp. Hoặc là cũng có thể mang theo con báo để gọi là tăng thêm cái ô chứa đồ. Ngoài ra thì anh em chú ý là có một cái vật phẩm mới nhá, nó là cái cửa hàng cá nhân. Thế này ấy, thì chúng ta có thể kích hoạt cái cửa hàng cá nhân này để mua những cái đồ đặc biệt ở trong chế độ sinh tồn, hoặc là mua một số cái đồ phụ kiện với giá rẻ hơn ở trong chế độ tử chiến. Ở trong tử chiến chúng ta có thể mua keo với giá chỉ 100 xu ở trong tử chiến thôi. Đấy, cái cửa hàng cá nhân này trong tử chiến khá là ngon, túi cứu thương miễn phí. Đấy, rất là ngon luôn. Cái này là một trong cái anh em chú ý. Đấy, ok. Có một số bạn đặt câu hỏi cho mình đó là điểm danh dự quân đoàn này nó bị mất, thì bây giờ xem cái điểm danh dự quân đoàn cũ ở đâu. Thì anh em bấm vào cái tên quân đoàn ở trong cái mục tổng quan ấy. Đấy, ví dụ như bây giờ vào đây chúng ta không thấy điểm danh dự nữa, mà bây giờ nó chỉ có điểm đóng góp thôi. Đấy, thì cái điểm cũ thì nó còn hay không. Đấy, còn xem được hay không. Thì điểm cũ chúng ta vẫn xem là điểm tổng bằng cách là bấm vào tên chủ quân đoàn. Đấy, hoặc là bấm vào cái cờ của quân đoàn ở ngoài cái này mình chưa xem rõ lắm. Thế ngày mai mình sẽ có một cái video giải thích chi tiết về cái này cho anh em. Đấy, nhưng mà mình sẽ có một cái đây này, mình xem ở đây đâu nhỉ, quên xứ rồi. Và sau cái hoạt động hàng tuần này có nhiều ông cao đấy. Đấy, ok, quân đoàn của mình bây giờ là 33/45 này. Đây
Đấy, chúng ta bấm vào cái cờ quân đoàn đấy, bấm vào cái tên quân đoàn ấy, nó sẽ có cái điểm danh dự trước đây. Ví dụ quân đoàn mình là 231.812 đấy, thì chúng ta vẫn có thể xem một điểm danh dự cũ, nó cũng không bị mất đi, nó không bị mất hẳn đấy, nhưng mà hiển thị nó không hiển thị ở bên ngoài này thôi đấy. Nói chung là cái này có thể có anh em thích, anh em không thích đấy, nhưng mà cái hệ thống quân đoàn này nó là một cái được cập nhật. Cái này mình sẽ có cái video giải thích kỹ hơn cho anh em đấy. Ok con dê đấy, sao à, đây gọi là XM8 à, túi siêu cứu thương các kiểu. Đây là chế độ tử chiến, nhưng mà cái chế độ tử chiến siêu chiến trường mới nó vẫn chưa ra mắt. Ở đây chúng ta sẽ có keo đấy, anh em dùng cái cửa hàng cá nhân đặc biệt ấy, anh em có thể mua cái keo với giá chỉ 100 xu thôi, tiết kiệm rất nhiều so với cả mua ở trong shop đấy, rất là ngon luôn. Mua lửa trại free nọ kia. Đấy, ngon ngon luôn anh em ạ. Và ok, hôm nay thì mình đang dẫn tỷ số 2-1, trận này win easy thôi. Đấy, này win là easy thôi. Đấy, ô tô số 3 đồng đội mình té qua bên đấy rồi. Và té qua bên đấy là ảo đấy. Đấy, ảo đấy. Ôi tôi thằng này bắn đội, bắn tôi này. Khẩu XM8 giờ rất mạnh anh em nhá. XM8 giờ bắn rất nhanh và mạnh, và bắn uy tín luôn. Đấy, ô tô xong rồi, thì mình trông lỏ đấy kia. Trông có vẻ toang này anh em ạ. Mình nhìn trông tướng trông vẻ toang rồi đấy. Đấy, trông mẹ hơi toáng toàn rồi đấy. Xong rồi, toàn rồi. Đấy, ra lút đồ phát. Đấy, ok con dê. Đâu rồi nhỉ? À, chưa thằng nào cả, à, chưa thằng nào đấy. Bộ đồ này trông khá đẹp. Đấy, bộ đồ này trông đẹp ấy chứ anh em. À, không phải trông xấu đâu. Đấy, ui, địch có con 3 thằng, tôi đỡ làm sao? Địch đỡ làm sao đây anh em? Đấy, đỡ thế nào được đây anh em ơi? Toàn rồi. Và toang rồi. Ui dồi, ui là trời. Đấy, đâu rồi, đẩy qua đây xem nào. Đấy, chơi đâu cả anh em ạ. Ui đây rồi, M1 cháu đi lẻ như FF296 nằm luôn. Đấy, ui, xong rồi, kéo nguyên cả đàn qua. Đấy, xong rồi. Và xong rồi, cố gắng bắn hạ. Ui, nó khỏe quá anh em ạ, ui. Và nó khỏe thế nhở. Cái thế mình chạy một đoạn đá. Đấy, mình chạy một đoạn đá. Nó khỏe quá anh em ạ. À, quá trí. À, ok. À, từ từ đã. Mình mua lại khẩu XM8 đã. Và căng đét. Căng đét nó khá là lẹt luôn. 3.900 tiền. Mua giáp chống nổ luôn nhở. À, thôi. Mua này cho nó rẻ tiền đã. À, mua gì rẻ tiền đã. Không nhỡ game này thua tiếp phải toang. À, mình mũ cấp 3. Để lại 700 eco là bàn sau anh em. Ừ, địch bắn căng quá nhờ, đang dẫn 2-0 gỡ hòa lại 2-2 ạ. Bản mới căng đấy, bản mới gọi là căng đét, nó khét lẹt luôn đấy. Đâu rồi và một pha đẩy lên đến vị trí của ri đấy. Ri cả kia này sao uy tín, uy cờ bờ tín một cháu này ui nó hoái bụi cỏ đấy. Thì nó đi bạn ơi ui, thì nó đi đúng rồi. Đấy, cover rất tốt. Đấy, nằm ngay hai cháu thì cho xin khẩu súng nào. Đấy, MP40 mày, cho mày quả lựu ăn mòn. Đấy, địch còn hai thằng anh em ạ. À, đẩy qua đây. À, nó đẩy qua đây kia. Chơi đó anh em. Ui thôi xong rồi. Đấy, ui xong rồi. Cứu bạn ơi. Cứu bạn ơi, đặt ra quả keo hay quá. Đấy, đồng đội phải như thế chứ. Đồng đội phải như thế chứ. Hường đấy, Hường 7162 đấy. Đấy, ok. Wow, tiền té qua căng thật đấy. Đấy, căng đét nó khét lẹt anh em ạ. Wow, căng đét nó khét lẹt đấy. Ui giời ơi. Và M187X đấy, sổ mày hết nước chấm. Quả này gọi là hết nước chấm. Đấy, chấm phát hết nước anh em ạ. Quả này gọi là toang luôn. À, đâu rồi. Và mày ui giời ơi, M87X có phải vớ vẩn đâu. À, có phải là vớ vẩn đâu anh em. À, có phải là gọi là không ra gì đâu. À, đâu anh em, giáp chống nổ này, bộ sửa chữa này, à, mũ miếc các kiểu, nấm cấp 3 kiểu. Xong rồi trận này win thần chặt rồi anh em. À, đấy, nhìn hai khẩu nâng cấp này trông lệch nhau nhỉ. Nhìn khẩu XM8 trông rõ là bé, nhìn khẩu M87 trông rõ là to. À, trông rõ là to. À, một pha đẩy lên đến vị trí Rika kia, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, thảo gọi là ra này bắn nó tung người. Đấy, cập nhật trong bản mới, bản mới có một vấn đề đấy là cái tiếng súng nó hơi bị to.
Đấy, tiếng súng nó đang hơi bị to nha anh em nhá. Kiểu tiếng súng từ xa hay tiếng súng ở gần thì nó đều bị đang bị có cái tiếng nổ to như nhau. Đấy, cái này chắc là bên Nga nào sẽ cần thêm một vài cái chỉnh sửa cho tiếng súng nó hợp lý hơn. Đấy, hiện tại là tiếng súng nhiều khi địch nó bắn nó xa nghe như là kiểu đang đứng bên cạnh mình bắn ấy. Đấy, thế là nó đang hơi lỗi lầm tí. Đấy, đang hơi lỗi lầm. À, con hàng đứng ngoài đấy à. Đứng ngoài đấy cũng bắn cho nó lại tung người. Đấy, xác định được một thằng rồi. À, đây rồi. Mày làm sao? Ờ, ui một viên vào đầu. Ui, nằm luôn. Đấy, viên vào đầu 186 máu nằm luôn anh em ạ. Streamer gà nhất Việt Nam có nó bình mạ gục. Đấy, đi còn mấy thằng. Đấy, ui trời ơi, team mình gọi là thủ trên nhà này nhìn chắc thế. Đây rồi. Đẩy ra thôi anh em, còn lại một thằng lên chơi nó nốt thôi. Ui dồi, mạng không phải cho mình à? Không phải cho mình cũng không sao. Buya. À, có một số anh em hỏi là tự nhiên anh em nhận được một cái thư nó tên là quà đột phá. Thì quà đột phá nó là gì? Thì đơn giản là hệ thống rank ở trong UB42 nó có một cái cập nhật nhỏ nhỏ nên là nó tặng thêm chúng ta một số các cái quà. Đấy, thì nó gọi là quà đột phá. Thì khi mà chúng ta đạt được rank huyền thoại ở cái này thì chúng ta sẽ tặng thêm một ít quà, tặng thêm một số cái thẻ bảo hộ rồi linh tinh. Đấy, quần rừng sâu, rừng xeo thứ linh tinh, áo rừng sâu, quần rừng sâu, toàn những đồ mà lôm côm thôi, không có gì đặc biệt cho lắm. Đây, chúng ta sẽ được tặng thêm mấy cái thẻ bảo hộ hạng. Hôm nay tôi cũng được bên này tặng thẻ bảo hộ hạng khi mà mình đạt được cái rank sinh tồn cấp cao. Rank sinh tồn đạt được rank huyền thoại. À đây, còn tặng trước con Ignis này. Mà thôi con này mai test nhé. Tại vì con này thực ra cũng test ở trên bản ấy rồi. Mình test ở trên bản gọi là bản test rồi. Đấy, nhận thêm tại chảy vào sao tặng con đại bàng quái. Tặng Sonia, đấy, tặng mấy cái linh tinh. Nói chung tặng toàn mấy cái hành động cũ thôi. Đấy, mấy cái thẻ bảo hộ. Ok, đó là một số thông tin mang đến cho anh em trong video này. Chúc anh em chơi UB42 vui vẻ nhá. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, subscribe kênh Reagi nha. Bye bye.